Lô. Ok, hello xin chào tất cả anh em đã trở lại với video của Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mọi người. Và ở video này thì Khải sẽ chính thức tiếp tục ép một món trang bị, đó là đôi giày tím. Và với hiện tình 7 thì chúng ta sẽ được đôi giày như thế nào, và anh em cùng theo Dư Khải và trải nghiệm thử như thế nào nha em ơi. Vậy hiện tại server chúng ta sẽ bình vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 3. Anh em nào muốn trải nghiệm con server đồ tím như thế này thì anh em có thể tải game ngay ở trang chủ võ công truyền kỳ.net để có thể tham gia game ngay bây giờ nha em ơi. Ok, bây giờ thì Khải sẽ chính thức test cho anh em xem. Bây giờ Khải sẽ ép đôi giày nha anh em. Bây giờ Khải sẽ ép đôi giày tím phần thủ của Lý thì em chậm các kiểu thì như thế nào nha. Nó có khác gì với cái nón với lại cái áo lúc trước Khải ép không nha. Ok, bây giờ Khải sẽ nhận phôi xấu dòng. Khải nhận hai tử là đôi giày đúng không? Đúng rồi, kim luôn cứu vị đó cho đẹp. Rồi, ai sẽ ép một đôi giày tốc độ phòng thủ làm chậm các kiểu cho anh em xem. Đây, đoàn hai món sản phẩm trước của Khải cũng ép bằng hiện tinh 7. Đó, cái nón match up quá đẹp luôn nha anh em, hiện tinh 7 đấy. Với hiện tinh 7 thì anh em cũng biết rồi, nón này, nón hiện tinh 7 này với lại nón hiện tinh 10 cũng không khác xa gì mấy anh em. Tương đương nhau, không khác gì luôn đó. Đó. Rồi, cái áo này áo hiện tinh 7 đây. Như ở video trước anh em cũng thấy rồi. Và bây giờ thì Khải sẽ ép cái giày hiện tinh 7 thử như thế nào. Ok, và bây giờ thì Khải sẽ trang bị cho mình ít đá ẩn hiện. Đá ẩn hiện thì tinh bà sơ ra bên này nè. Khải sẽ rút một lần rồi ép một lần luôn nha anh em. Rồi, đá ẩn, ơi nhầm. Đá ẩn hiện. Đây, Khải lấy đá ẩn hiện họ. Đá 1 nè. Bút nè. Rồi xong. Rồi bây giờ Khải sẽ lấy dòng top 40 trước. Top 40 sẽ lấy từ dòng đôi giày. Đôi giày Khải sẽ lấy đồ xanh. Xanh giày. Đó. Top 40 đầu tiên ok. Top xong sẽ đến dòng phòng thủ. Ok, top phòng thủ. Tốt trong phòng thủ. Giảm chậm đó. Đây, giảm chậm đây. Dòng cuối cùng sẽ là thông pháp nha em. Ở đôi giày này Khải sẽ ép dòng cuối cùng sẽ là thông pháp nha. Rồi ok. Trước khi rút thì Khải sẽ chuẩn bị ít phục duyên. Phục duyên nào. Đây gì 40 phụ duyên. Rồi 40 phụ duyên full thì tin này. Rồi, bắt đầu Khải sẽ lấy. Lấy cái top 40 trước, hình tinh 7 này. 40 phụ duyên này và full thì tin nha anh em. Full nồng cái này ok, 6 viên cũng được tại vì Khải lấy không đủ rồi. Hình như là cái dòng tốc độ này 6 viên thì tin khỏi thì tin luôn cũng được anh em. Chắc chắn sẽ được tốc độ 40 với hình tinh 7 này, không cần thì tin đâu. À, 4 phút gì được rồi. Rồi, sẽ lấy hiện 1. Tốc độ 40 này. Cục ăn 1, hiện 1 chứ. Rồi, hiện 1 phần chốc 7. Rồi, sẽ tiếp tục là cục thủ lý Khải sẽ lấy 80 phút duyên. Và full thị tinh. Full thị tinh là lấy dòng ăn 2. Ăn 1, ăn 1 sẽ lấy dòng ăn 1. Full thị tinh. Bắt đầu cho tàu lấy phòng thủ của Lý. Đây. Hai. Hình tinh 7 này. Ống 1 này. 8 bình phục duyên này. 3 tử. 2 lục 25. Mấy cái dòng quan trọng thì chúng ta nên đỡ full thị tinh và nhiều phục duyên một chút là được. Phẩm chất sẽ lên cao. Đây ví dụ hình tinh 7 mong rằng ra được phẩm chất 9 thì chắc chắn sẽ ép được 25 luôn nè. Ngon luôn. 9. Đó. Qua ngon, qua chắc, qua chắc. Đó. Tiếp tục Khải sẽ lấy cái dòng sinh lực. Khải sẽ lấy dòng sinh lực. Phục hồi sinh lực đi. Phục hồi sinh lực đi cho nó chắc. Rồi cho tao lấy phục hồi sinh lực đây. Phục hồi sinh lực đó Khải lấy thêm phục duyên nè. Khải sẽ lấy 4 bình phục duyên thôi. Dòng phục hồi sinh lực chỉ cần 4 bình phục duyên được rồi. Không cần thị tinh đâu. Phù hợp sinh lực hiện 2.
41 phục duyên. Phòng trực 89 ngày bây giờ anh em. Phòng sinh lực. Ôi, phòng trực 7 hơi căng nha, phòng trực 7 cơ sẽ bị xịt đấy. Rồi, tiếp tục sẽ là dòng thời gian chậm. Khải sẽ lấy trong thời gian chậm ở khoảng 80 phục duyên. Phun thị tân. Thời gian làm chậm ẩn 2. Phục duyên 7 này. Phục duyên 8 này. Thị tân 7, 3 cục thị tân này. 3 tử 2 lục 25. 1 chất 9 đúng không? Đâu rồi? Đó, phòng chất 9 luôn nha anh em. Phòng chất 9 nha anh em. Quá ngon luôn. Phòng chất 9. Tiếp tục sẽ là dòng nội lực. Nội lực à, sinh lực đúng không? Tốc độ này. Phục hồi. Ok, đến dòng sinh lực. Sinh lực hiện 3, Khai sẽ lấy 41 phục duyên. À, sinh lực lấy 41 phục duyên. Full phục duyên. Full thì tên này đỡ, cố gắng lấy lên sinh lực cao cao một tí. Hiện 3 này. 4 này. Full thì tên này. Hiện 3 nha anh em. Đấy, cái này lộ lực nhầm rồi. Ủa? Tốc độ này, phòng thủ này, phổ sinh lực này. Chưa có sinh lực. Ây xa xa. Đã lấy đôi giày sinh lực này. Rồi. Ok rồi rồi. Thông pháp ok, lấy dòng sinh lực với thông pháp nữa xong. Lấy thì cố gắng full phục duyên luôn. Lần này đâu có ai cố gắng full không còn full đâu, tầm bắt đầu cam nạn mà lấy này. Dòng sinh lực hiện 3. Tên 7 này. 4 phục duyên này. Đức Hải cố gắng full thử coi. Full thì tân thử xem tí nữa ép sinh lực cao không. Đó, hiện 3 nha anh em. Sinh lực nha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ lấy ẩn 3. Ẩn 3 Khải sẽ lấy full luôn. Full nhưng mà chỉ 4 bình phục duyên thôi. Ẩn 3 đâu rồi. 4 phục duyên này. 3 tử này. 2 lục 25 này. Rồi xong. Ê, ê. Sao dòng này là dòng chuyển hóa trời. Mình nhớ lấy dòng sinh là thông pháp mà. Lại này mày. Đây lấy về dòng thông pháp nha nè. Xem tới lấy dòng lộn nhộn dòng kia. Thông pháp này. Thường thường đỡ full thì tinh thì nó sẽ được ra phẩm chất 9 nha anh em. Anh em đừng có tiếc. Nếu có thì tinh thì bỏ vào thì đa số nó sẽ được phẩm chất 9. Này không bỏ thì tinh phẩm 7 này. Bỏ thì tinh 9 này. Không bỏ 7 này. Bỏ 9 này. Bỏ 9 này anh em thôi. Quay. Phẩm chất 10 luôn rồi. Cục này là có thể mắt 20 này. Cục này có thể ép vào mắt 20. Ok, bây giờ Khải sẽ lấy luôn một lần phục duyên. Cứ 8 bình à. Cứ 16 bình. 16 bình chúng ta sẽ đập một dòng. 16 bên sẽ đập một dòng, Khai đập 6 dòng. Thì nó nằm khoảng hơn 100 mấy chục bên. Một dòng sẽ 16 bên nha anh em, vào phun thị tinh. Lấy luôn phục duyên một lần, đập cho anh em xem nha. Anh em đang xem video test hình tinh 7 này thì đừng quên cho Khải một like, chia sẻ video ủng hộ nha anh em. Đây là video Khải ép dây đầu tiên với 100 hình tinh 7 nha anh em. 100 hình tinh 7 với nha anh em. Tại vì khi vào thực tế Open Server thì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mặt những cục hình tinh 6-7 thôi. Chứ đừng nói mà nhìn đến hình tinh 8-9-10 thì nó chắc chắn em sẽ không bao giờ có. Trừ khi đặt móc giả tẩu 5-7k giả tẩu thì lúc đó cũng hơi bị lâu. Cách phải 5-6 tháng thì anh em mới có được những cục hình tinh như vậy. Trước đầu server thì chúng ta chỉ có thể ép những hình tinh như là 5-6-7 thôi. Tại bây giờ Khả đang test thực tiễn với cục hình tinh 7 cho anh em xem sơ qua. Tinh 7 thôi anh em. Tinh 7 là kìm là không ra rồi đó, đừng nói mình tinh 8, 9, 10.
Rồi, có vẻ đủ rồi. Rồi, ok. 6 phát. Sẽ đập 6 cái được chưa? Cái sẽ lấy thủy tinh. Thủy tinh sẽ lấy full. 6 nguyên hình tinh. 1. Hình tinh 7 thôi nha anh em. 2, 4, 5, 6. Rồi, ok, thủy tinh nào. Thủy tinh nè. Rồi, sẽ đập dòng mà. Sẽ đập vòng tốc độ trước. Bây giờ hỏi cho anh em, vậy hỏi cho anh em. 16 duyên nè. Mắt tử nè. 2 lục 25 nè. Hiện 1 nè, đó hiện 1 chỉ phần chốc 7 thì tinh 7 này. Rồi. Những dòng khó chúng ta sẽ nên đập trước nha, tại vì càng về sâu những dòng chúng ta đập càng khó. 40. Rồi ok. Tiếp tục sẽ ép dòng phòng thủ nguyên lý vào cái đôi giày này. Ông một hiện tại rút được phẩm chất 7, phẩm chất 9 nè, quá ngon nè. 16 phú duyên. Mắt thị tinh nè. Hai lăm ơi. 25 nha anh em, quá chậm. Ok. Tức chúng ta sẽ ép cái dòng hiện 2. Hiện 2 thì lúc nãy Khải rút như là dòng phục hồi sinh lực đúng không? Đúng, ok, phục hồi sinh lực. 16 hữu duyên nè. Mà bỏ full thì tinh nha. Cái này chắc chắn sẽ được 6 rồi, không đường nào chậm. Phẩm chốc 7, thì tinh 7. Full thì tinh. Đó, 6 nha anh em. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ ép dòng thời gian 540. Thời gian 540. Có thành công, liệu thành công mát hết hay không? Đã chúng ta đã mát được 3 dòng. Đã chúng ta đã mát được 3 dòng. Tiếp tục là thời gian chậm phòng trước 9. Cái này dùng hoàn toàn hiện tinh 7 nha anh em. Anh em có thể xem lại video thì chúng ta hoàn toàn trải nghiệm thực tế trên hiện tinh 7 thôi. Rồi, phẩm chất 9 này, hiện tinh 7 này, full thủy tinh và 16 vụ duyên. Khả sẽ double lúc ép, chúng ta sẽ double phụ duyên lúc đầu. Làm 140, ok, tiếp tục. Sẽ lấy dòng sinh lực. Sinh lực nha anh em. Khả sẽ đó full thủy tinh tiếp tục và 16 bình phụ duyên. 2 lục 25. Lực được 200 hay không? 182. Ok, dòng cuối cùng. Dòng cuối cùng là dòng thông pháp. 16 bình cũng được. Còn dư 2 bình cho thành 18 cũng được nè. Rồi. 2 lục 25. Rồi, đây là dòng cuối cùng của đôi giày này rồi anh em ơi. Đó. Hiện tại chúng ta cũng đã trải nghiệm hình tinh 7 khá thành công. Xem nào, có được thông pháp 20 với cục phẩm chất 10 này không? 20, quá đẹp. Quá đẹp anh em, thấy chưa? Thành công chưa? Chúng ta chỉ ép thực tế ở hiện tinh 7 anh em, thấy chưa? Chúng ta cũng có thể sử dụng hiện tinh 7 và ép những trang bị mắt ọp như thế này. Và ok anh em có thể trải nghiệm giống Khải ở server phiên bản đồ xanh tím của xem phiên bản server Hành Sơn này nha anh em ơi. Sẽ bình vào 19 giờ ngày 6 tháng 3. Và anh em đang xem đừng quên đưa lại Khải một like chia sẻ ủng hộ video này anh em ơi. Ok, anh em cùng xem sơ qua những món Khải ép từ hiện tinh 7. Lúc đầu Khải ép cái nón này, hình tinh 7 anh em, đẹp không? Đó. Rồi, áo hình tinh 7 này, đó, quá mát luôn. Nói chung là những cái món hờ họ này rất khó ép. Khải test thử hình tinh 7 trên cái món đồ hờ họ 6 dòng cho anh em xem. Đây là đôi giày. Đó, hiện tại Khải đã ép 3 món rồi. Khải sẽ cố gắng ép bao tay với đai lưng nữa cho anh em xem ở những clip lần sau. Và cái vũ khí nữa. Đấy, anh em xem đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em, cảm ơn anh em rất nhiều.